Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an ha. Để tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô 5m thuộc khu G, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất, đầu tư kinh doanh hoặc là xây trọ thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Đây chính là trục đường DG6 thuộc khu G và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Bắt đầu từ mét nhà bên này sang với vị trí của tay em chỉ là ngang 5, dài 30, tổng 150m², thổ cư 100% nha cả nhà, sổ sẵn ạ. Dài tới cái dây cột điện phía đằng sau nha cả nhà. Đó, tổng 150m², thổ cư 100%, sổ sẵn. Dân cư đông, sát với bên nhà trọ ha. Cây xanh, vỉa hè, đèn đường. Ở đây thì lòng đường 8m, mỗi bên vỉa hè 4m, tổng là 16m ha. Hướng này sẽ chạy lên với khu G ha, đường NG12 đó, cả nhà cũng thấy xe đang chạy, đó chính là đường NG12, là trục đường lớn, đường nhựa. Còn phía đối diện thì chúng ta là xây trọ khá là nhiều rồi nha cả nhà. Còn hướng này á, hướng quay ngược trở lại thì đây chính là đường NG9 nha cả nhà, cũng là trục đường nhựa luôn. Từ trục đường NG9 chạy vô đây khoảng tầm 20m. Và chúng ta phía đằng sau của lô đất đó chính là đường DG5, là trục đường chính của khu G. Bên cạnh đó tay em chỉ vừa nãy đó chính là bệnh viện hoàn hảo nha. Thì tí nữa em sẽ lên xem quay cho cả nhà. Chúng ta nhìn lại lô này thêm một nữa là ngang 5. Bắt từ mét nhà bên này đến tay này là ngang 5, dài 30, tổng 150m², thổ cư 100%. Thì nếu quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn mua 10m thì cũng có ha. Chủ cũng sẽ bán 10m lô bên cạnh luôn. Ở đây chủ có 10m nhưng mà họ bán 5m trước. Thì bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích để cho cả nhà xem và hình dung ha. Từ vị trí của lô đất mà chạy lại với đường NG9 đây thì khoảng tầm 20m thôi nhỉ cả nhà. Rất là gần luôn. Và chạy lại với bệnh viện, quỹ đất của khu bệnh viện thì khoảng tầm 300-400m thôi, rất là gần. Đây chính là trục đường DG5, là trục đường chính của khu G, nối liền từ đường NE8 sang đường vành đai 4 nha cả nhà. Đó, chỗ quay tôn phía đằng trước đó chính là quỹ đất của bệnh viện Hoàn Hảo. Cũng họ hồi trước họ cũng đã xây móng rồi nha cả nhà, nhưng mà hiện tại giờ đang tạm ngưng, chưa có xây. Đó, cả nhà thì buổi chiều đây thì dân cư, chị em công nhân đi làm về cũng khá là nhiều. Lô đất ở vị trí khá là đẹp, nếu mà chúng ta xây trọ cũng được, mà sau này tương lai buôn bán kinh doanh cũng được ha. Tại vì đường này là đường thông dài đường này là DG5 hướng lên chợ. Đó, lô đất lúc này em vừa quay đằng sau cái nhà trọ bên cạnh Vì thế quý anh chị và các bạn, những ai mà quan tâm và muốn mua lô đất em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi trên video, thì em sẽ gửi thông tin, hình ảnh cũng như là giá cả qua bên Zalo cho cả nhà xem nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe.